Ở trang 16 của sách bài tập Cahier d'exercice, chúng ta có một bài tập để ôn lại tính từ nghi vấn quel để thực tập là cái phần giáo khoa chúng ta đã coi ở trang 41 của sách giáo khoa Adjectif interrogatif quel. Và chúng ta ôn lại một chút về phần giáo khoa. Tính từ nghi vấn quel gồm có 4 hình thức. Hình thức thứ nhất là số ít giống đực quel, và hình thức thứ hai là số ít giống cái quel, và cặp số ít này có thể biến thành số nhiều bằng cách thêm s. Quel masculine số ít biến thành quel số nhiều bằng cách thêm s, và quel ở bên trên thêm s cũng biến thành adjective feminine số nhiều. Như vậy chúng ta có tất cả 4 hình thức quel, 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 phát âm giống nhau nhưng mà viết khác nhau. Bài tập số 1. Écoutez et complétez les dialogues avec quel, 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 quel. Như vậy chúng ta thấy là người ta yêu cầu chúng ta điền vào trong bài này với một trong các cái hình thức của tính từ nghi vấn quel, là hoặc là giống đực, hoặc là giống cái số ít, hoặc là giống đực, hoặc là giống cái số nhiều. Và bây giờ chúng ta hãy nghe qua CD số 12 một lần đầu tiên. Page 16. Grammaire. L'adjectif interrogatif, quel? Activité 1. Dialogue 1. Polo, tu es étudiant? Ton université est dans quel quartier? La Sorbonne. Quel bus tu prends? Le 23. Dialogue 2. Denis, dans quelle ville tu travailles? À Angers. Quel transport est-ce que tu utilises? La voiture, c'est plus simple. Dialogue 3. Antoine, vous descendez à quelle station de métro? En général, celle de d'Enfer-Rochereau et de Saint-Michel. C'est sur quelle ligne de métro? La ligne 4. Như vậy chúng ta vừa nghe qua một lần CD số 12 và bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa để có thể điền vào trong mẫu đối thoại số 1. Paulo, bạn là sinh viên, trường đại học của bạn ở trong khu phố nào? Người sinh viên kia trả lời là ở khu phố La Sorbonne. Bạn sẽ đi xe buýt số mấy? Số 23. Trong mẫu đối thoại số 2, Denis, bạn làm việc ở thành phố nào? Ở thành phố Angers. Bạn sử dụng những phương tiện chuyên chở nào? Tôi sử dụng xe ô tô, như vậy là phương tiện đơn giản nhất. Trong mẫu đàm thoại số 3, Antoine, bạn xuống ở những trạm xe metro nào? Nói chung, tôi xuống ở các trạm d'Enfer-Rochereau và trạm Saint-Michel. Như vậy, ở trên tuyến xe metro nào? Đó là tuyến số 4. Như vậy chúng ta muốn chọn chữ quel nào trong một trong 4 hình thức của tính từ nghi vấn quel thì chúng ta phải biết cái danh từ đó trước hết nó là giống đực hay giống cái, và mình xem nó ở số nhiều hay là số ít. Ở đây câu số 1, Paulo, tu es étudiant, ton université est dans quel quartier? Ở đây chúng ta thấy quel quartier này chúng ta phải chọn quel, Quel, bởi vì quartier là một danh từ masculine. La Sorbonne, trường đại học của tôi ở trong khu phố La Sorbonne. Prong là động từ dùng cho các phương tiện di chuyển. Bạn dùng phương tiện nào? Bạn dùng xe buýt nào? Bus là một danh từ masculine. Chúng ta dùng quel. Masculine giống đực. Và bạn trả lời là Le 23. Trong mẫu đối thoại số 2, một người hỏi, Denis ơi, bạn làm việc ở thành phố nào? Động từ travailler là làm việc. Bạn làm việc ở thành phố nào? Thành phố là một danh từ feminine số ít, chúng ta dùng chữ quel. Tính từ quel như thế này. Và câu trả lời là ở thành phố Angers. Bạn sử dụng những phương tiện chuyên chở nào? Ở đây chúng ta thấy danh từ transport là một danh từ masculine giống đực và số nhiều, chúng ta dùng tính từ quel ở masculine số nhiều. Quel transport est-ce que
utilises? Người kia trả lời là tôi sử dụng xe ô tô thôi. Như vậy rất là đơn giản. La voiture, c'est plus simple. Trong mẫu đối thoại số 2, số 3, chúng ta thấy câu hỏi là Antoine, bạn xuống ở những trạm xe metro nào? Và chúng ta thấy danh từ station là danh từ feminin và đây là số nhiều. Như vậy chúng ta dùng tính từ quel feminin ở số nhiều. Thì người kia trả lời là nói chung tôi xuống ở các trạm d'Enfer Rosso và ở trạm Saint-Michel. Như vậy ở trên tuyến xe metro nào, ligne là một danh từ feminin số ít. Chúng ta dùng tính từ feminin số ít, quel. La ligne 4. Như vậy la ligne 4 là bắt đầu đi từ dưới Port d'Orléans đi lên phía bắc của Paris và người này xuống ở các trạm d'Enfer Rosso và trạm Saint-Michel. Như vậy chúng ta coi lại cái CD này và chúng ta đã thấy là khi điền các tính từ sở hữu chúng ta phải quy chiếu vào cái danh từ đó ở giống đực hay giống cái, danh từ đó ở số nhiều hay số ít để chúng ta có thể chọn hình thức của tính từ nghi vấn thích hợp. Và bây giờ chúng ta cùng nhau nghe lại CD số 12. Page 16. Grammaire. L'adjectif interrogatif quel. Activité 1. Dialogue 1. Polo, tu es étudiant. Ton université est dans quel quartier? La Sorbonne. Quel bus tu prends? Le 23. Dialogue 2. Denis, dans quelle ville tu travailles? À Angers. Quel transport est-ce que tu utilises? La voiture, c'est plus simple. Dialogue 3. Antoine, vous descendez à quelle station de métro? En général, celle de d'Enfer Rochereau et de Saint-Michel. C'est sur quelle ligne de métro? La ligne 4. Bài tập số 2 cũng yêu cầu chúng ta ôn lại tính từ nghi vấn quel. Écrivez des questions. Các bạn hãy viết những câu hỏi à partir des éléments suivants, dựa trên những cái yếu tố mà chúng ta có ở bên dưới như thế này. Utilisez quel, 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 quel. Và các bạn hãy sử dụng các hình thức của tính từ nghi vấn quel. Giống được số ít, giống cái số ít, giống được số nhiều, giống cái số nhiều. Như vậy, ở đây chúng ta thấy là các cái câu này nó có hai yếu tố. Ví dụ như ở câu ví dụ tu prends, bạn hãy dùng ligne métro, một cái tuyến xe métro. Bây giờ với hai yếu tố này chúng ta tạo ra một câu hỏi và chúng ta biết khi tạo ra một câu hỏi ở ngôi thứ hai số ít thì chúng ta dùng không cần đảo ngữ, chúng ta để một cái câu bình thường, một câu xuôi và chúng ta lên giọng ở cuối câu, như vậy nó trở thành một câu hỏi. Tu prends, bạn dùng ligne de métro, ligne là từ feminine thì người ta sẽ làm tu prends quelle ligne de métro. Như vậy cũng giống như bài trước, chúng ta dùng một trong bốn hình thức này, chúng ta phải dựa vào cái danh từ mà chúng ta có ở trong cái câu hỏi và chúng ta xem danh từ đó là giống đực hay giống cái, số nhiều hay số ít để chúng ta sử dụng tính từ nghi vấn cho nó phù hợp. Câu thứ nhất, tu habites, bạn cư ngụ quartier, khu phố. Quartier là một danh từ masculine singulier, chúng ta dùng tính từ quel là tu habites. Và chúng ta cho cái dấu hỏi và liên giọng thì biến thành một câu hỏi. Tu habites quel quartier? Câu B, vous cherchez là đi tìm, station là một cái trạm. Ở đây station là một danh từ feminine số ít, chúng ta dùng tính từ quel số 2 như thế này và chúng ta sẽ có câu hỏi như sau. Vous cherchez và chúng ta thêm cái tính từ nghi vấn vào trước danh từ station. Vous cherchez quelle station và chúng ta lên giọng đánh dấu hỏi, nó biến thành một câu hỏi. Câu số 3, chúng ta có hai yếu tố. Je descends à, tôi xuống ở, arrêt là một cái trạm dừng.
Như vậy, đây là một câu hỏi, chắc là một cái khách hỏi người lái xe, tôi xuống ở trạm nào vậy hả bác Tài? Thì chúng ta thấy are là một danh từ masculine số ít, chúng ta dùng tính từ ker, quer là. Je descends à quel arrêt? Vậy chúng ta đánh dấu hỏi vào và lên giọng. Ở cuối câu khi chúng ta hỏi thì sẽ thành câu hỏi Je descends à quel arrêt? Câu kế tiếp, nous allons à, chúng tôi đi về, adresse, địa chỉ, và chúng ta cho tính từ nghi vấn quel féminin số ít thì chúng ta sẽ có câu hỏi bởi vì danh từ adresse là một danh từ féminin. Nous allons à quelle adresse? Câu kế tiếp, elle tourne dans, tourne đây là quay, là rẽ, về rue là con đường, và con đường này là danh từ feminine, và chúng ta thấy có chữ S, ký tự S ở cuối, thì chúng ta biết đây là một danh từ số nhiều, và chúng ta dùng tính từ quelle là số nhiều, bởi vì nó là feminine số nhiều, elle tourne. Chúng ta đánh dấu hỏi vào và khi đọc câu hỏi này lên giọng thì biến thành câu hỏi En tour là dans quelle rue, các chị ấy rẽ vào những con đường nào, và câu cuối chúng ta thấy có yếu tố thứ nhất là in prend là sử dụng một phương tiện, transport là một danh từ masculine số nhiều, có nghĩa là các phương tiện chuyên chở. Như vậy chúng ta dùng tính từ nghi vấn quel, quels, cho một danh từ masculine số nhiều, anh ta sử dụng những phương tiện di chuyển nào. Như vậy chúng ta vừa làm xong bài tập này, điền vào các lập thành các câu hỏi bằng cách điền tính từ nghi vấn vào, và khi chúng ta chọn một tính từ nghi vấn thì chúng ta phải xem cái danh từ mà chúng ta chọn tính từ đó, danh từ đó là giống được hay giống cái, là số nhiều hay số ít. Và bây giờ chúng ta đọc lại các câu này. Tu habites quel quartier? Vous cherchez quelle station? Je descends à quel arrêt? Nous allons à quelle adresse? Elle tourne dans quelle rue? Il prend quel transport?